Hoan hỷ chào đón quý cô bác anh chị đã đến với kênh Minh Đường Tử Vi là đầu tiên thay mặt cho những người làm chương trình xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác anh chị sức khỏe, hạnh phúc, bình an, tấn tài, tấn lộc, tấn an khang. Và nếu như quý cô bác anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông để đón xem được những video mới nhất mà ban biên tập chương trình đăng tải cũng như là thấy nội dung hay hữu ích thì hãy like chia sẻ video cho mọi người cùng xem quý cô bác anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác anh chị và trong nội dung video ngày hôm nay mà ba bên tập chương trình gửi tới quý cô bác anh chị đó chính là nội dung như sau 2 tháng đầu năm 2024, hái lộc xuân mới, tuổi mậu tốt sinh năm 1958, bí mật làm điều này, được bề trên ban cho lộc lớn, gánh tiền nặng vai, giàu sang sung sướng nhất họ. Vâng, thưa cô bác tuổi mậu tốt thân mến, người xưa thường nói, cái gì nâng lên được thì cũng đặt xuống được, thực tế được mất, là định luật bù trừ của nhân sinh, ông trời rất công bằng, lấy đi cái này, nhất định sẽ bù lại cái khác, ông cha ta có câu, cây cao thì gió càng lay càng cao danh vọng càng dày gian chuân ước vọng càng lớn thử thách đòi hỏi ta phải nỗ lực vượt qua càng nhiều để đạt được danh lợi đôi khi ta phải đánh đổi bằng sức khỏe và tình thân nhân sinh tại thế cuộc sống có muôn sắc thái khác nhau có khổ đau thì ắt có hạnh phúc có ngọt ngào thì tất phải chịu đắng cay chịu mưa rông bão tố sẽ được ngắm cầu vồng không ai trong cuộc đời này mà không phải chịu đau khổ nếu né tránh khó khăn trong hiện tại thì tương lai phải trả giá trong cuộc sống có những con đường ta chỉ tự bước đi một mình có một số việc ta tự mình gánh chịu, như nỗi cô đơn, niềm thống khổ, sự thất bại, tất cả những thứ đó như một liều thuốc cực mạnh chữa chạy cho tâm hồn ta thêm vững vàng. Giới tử vi cho biết, trong số 12 con giáp, có tuổi Mậu Tuất được trời sinh có tính cách tuyệt vời, họ có ý chí kiên cường, dù trông gai khổ ải ra sao, cũng luôn lạc quan, tích cực, mạnh mẽ đương đầu nghịch cảnh. Đặc biệt, họ sống có tình có nghĩa, biết người, biết ta, không chỉ thấu tình đạt lý, mà còn hiểu được cảm xúc người khác. Nhờ vậy mà xung quanh luôn có quý nhân phù trợ, bất kể ngoài đời sóng gió hay trông gai, con giáp này luôn được giúp đỡ đúng lúc. Ngoài ra những mối quan hệ của họ không những giúp họ vượt qua khó khăn mà còn đem lại nhiều tài vận, càng lớn tuổi họ càng giàu có, gia đạo cũng hưng thịnh. Theo giới tử vi phương Đông, vận trình tuổi mậu tuất 1958 trong tháng 1 và tháng 2 âm lịch năm 2024 sẽ tiềm ẩn hung cát song hành. Theo đó có 3 điều cấm kỵ cần tránh sau đây là bước qua hoạn nạn, hưng vượng hanh thông cát lộc như ý vậy vận trình mậu tuất 1958 trong hai tháng đầu xuân năm mới 2024 sẽ xuất hiện biến động gì cần cấm kỵ gì để xua cát tị hung an bình thịnh vượng cao nhân chỉ đường tất cả sẽ được luận giải ngay sau đây xin mời quý bác hãy cùng lắng nghe và chiêm nghiệm thưa quý vị đầu tiên chúng ta cùng xét về lá số tử vi của gia chủ tuổi mậu tuất 1958 trong năm 2024 năm giáp thìn quý vị hãy dành ra một hai phút để chúng ta cùng chiêm nghiệm lại. Về lá số tử vi của những gia chủ tuổi mậu tuất, chúng ta đã biết khi mà chúng ta biết được vận trình tổng quát của năm thế nào thì chúng ta xét luận đoán theo từng tháng thì mới được chuẩn xác. Có cách căn cứ để chúng ta luận đoán được chính xác nhất và ngay bây giờ chúng ta cùng đi vào lá số tử vi năm 2024 của những gia chủ tuổi mậu tuất sinh năm 1958, nam mạng và nữ mạng người tuổi mậu tuất sinh năm 1958, hay còn gọi là tiến sơn chi cầu, chó vào núi, dương mạng tuổi âm 67 tuổi, ngũ hành bản mệnh, bình địa mộc, cây trên đất bằng, xương con chó, tướng tinh con vượn. Quý vị thân mến, trời sinh người tuổi mậu tuất tính tình cương trực, ngay thẳng, họ là người trọng nghĩa khí, giữ chữ tín, có ý chí và nghị lực. Người tuổi Mậu Tuất 1958 thông minh và cực kỳ nhạy bén trong mọi việc, sôi nổi trong công việc, có khao khát lập nghiệp, để có được cuộc sống giàu sang sung túc, người này có nhiều ý tưởng táo bạo, dám nghĩ, dám làm, bất cứ ý tưởng dù khó tin tới mấy, họ cũng đều khát khao muốn thực hiện cho bằng được. Người tuổi Mậu Tuất cũng rất siêng năng, chăm chỉ, chính vì vậy mà vô cùng được việc, họ không ngại giúp đỡ người khác, vì thế duy trì được nhiều mối quan hệ tốt đẹp trong đời. Cuộc đời của tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958 được gói gọn trong những câu thơ sau. Đoán xem số mạng tuổi này, mạng Mộc Bình Địa là cây đất bằng hạ thu lỗi số khó khăn, hai mùa vất vả lăng xăng cực hoài, đông xuân thời đặng gặp may, thanh nhàn sung sướng ít ai dám bì, có lúc tai nạn hiểm nguy, may nhờ Phật độ không thì bỏ thân, tiền vận lắm lúc lôi thôi, nhà cửa nhiều lớp có rồi cũng tan, nhưng mà mạng số giàu sang, vinh hoa phú quý an nhàn tấm thân, số đặng vui vẻ thành thơi, người nhờ âm đức của trời ban cho. Tuổi này sống nhiều biến động, tính tình lời nói dễ gây chuyện bất hòa với thiên hạ, ít người ưa, tâm tính chơi bời, nên ít người thích tuổi mậu tuất cần lưu tâm tới hạn các năm 68, 69 tuổi, cuộc đời mậu tuất thăng trầm, lúc được, lúc mất, họ thường tự thân vận động, nên của cải không quá dư dật. Tuổi này khi trẻ thì vất vả, lao đao về tài lộc, về già mới đứng phúc vận, cần lưu ý sống đức độ khoan tâm dưỡng tính, để đỡ buồn phiền cô quạnh. Trong công việc, người tuổi mậu tuất luôn làm việc có trách nhiệm và tập trung cao độ cho nhiệm vụ của mình, chính vì thế mà họ chiếm được lòng tin của đồng nghiệp và cấp trên, một điều đáng nói chính là sự nghiệp mà họ theo đuổi luôn cao quý và có giá trị. Ở một số tuổi mậu tuất 1958, họ lại luôn mong muốn có cuộc sống bình dị, vì thế họ luôn thể hiện mình là người khoan dung, biết chịu đựng và không nhiều tham vọng. Đặc biệt, họ không thích việc tranh chấp, làm mất hòa khí với người khác. Những người tuổi mậu tuất được hưởng phúc phần của trời, cho nên có cuộc sống an nhàn, vui vẻ, vinh hoa phú quý. Nếu sinh vào mùa đông và mùa xuân, thì được mùa sinh sẽ có nhiều may mắn về tài lộc cũng như tình cảm tuy nhiên đương số tuổi này cũng cần lưu ý sống đức độ quan tâm dưỡng tính để đỡ buồn phiền cô quạnh khi về già tuổi mậu tuất sống chủ yếu tự thân vận động lập nghiệp người này cần chú ý khi hợp tác làm ăn vì dễ bị phản phúc lừa gạt tuy nhiên về hậu vận họ lại dễ chịu hơn no ấm vì họ có nghề nghiệp ổn định không phải lông bông họ là người có học tuy nhiên khó vào song họ vẫn là người sáng suốt tính toán cơ mưu khi gặp việc khó khăn những người này có số hưởng thọ từ 78 tuổi đến 83 tuổi. Nếu sống lương thiện, tạo nhiều phúc đức thì sẽ được gia tăng tuổi thọ, còn sẽ bị giảm niên kỷ nếu sống gian ác. Vận trình người tuổi mậu tuất trong năm giáp thìn 2024 Xét về thiên can, mậu gặp giáp tương khắc, ít được yếu tố thiên thời hỗ trợ, tự mình làm chủ cuộc sống. Xét về địa chi, tuất gặp thìn lâm cục diện xung thái tuế, báo hiệu một năm khó khăn, tiền bạc tiêu hao nhiều sức khỏe giảm sút mạnh, hao tốn không ít tiền bạc cho khía cạnh này, chuyện tình cảm gia đạo tuy có chút xung đột nhưng không quá nghiêm trọng. Xét về ngũ hành, bản mệnh và lưu niên tương sinh, tạo điểm cân bằng khi vận trình đi xuống, đảm bảo cuộc sống duy trì ổn định, không bị xáo trộn quá nhiều. Tiêu kết, xét về can chi, ngũ hành, thấy có không ít yếu tố bất lợi trong vận trình năm 2024 của tuổi Mậu Tuất, như sức khỏe giảm sút mạnh, hao tốn không ít tiền của cho phương diện này, tuy nhiên, các phương diện khác tương đối bình ổn, hung cắt đan sen, nhưng cuộc sống không bị xáo trộn quá nhiều, yên tâm vui hưởng tuổi già bên con cháu, duy trì tinh thần tốt thì sức khỏe mới được cải thiện. Xem tử vi 2024 tuổi mậu tuất theo vận niên. Theo tử vi tuổi tuất 2024, tiến vào năm con rồng lửa, ngũ hành hỏa, tuổi mậu tuất gặp vận niên dương thảo ngạn, tức dê trên bờ cỏ, hình ảnh dê ăn cỏ non đầy đủ, báo hiệu một năm sung túc, đầy hy vọng, danh cũng nên, mà lợi cũng thành là thời điểm lý tưởng để gặt hái thành quả rực rỡ trong đời. Về tình cảm tuy mọi thứ đang theo chiều hướng tốt đẹp đấy, nhưng đừng ỉ tài danh đắc thành rồi lại phóng túng, mập mờ trong các mối quan hệ mà tự mình mất phước, cắt bỗng chuyển hung, có lường bất chắc. Cung mệnh, cung tiểu vận, chiếu theo sự vận hành của năm giáp thìn, thì tuổi mậu tuất có các sao đóng tại bản mệnh là hoa cái, thái tuế, thiên la, thanh long, quan đới bộ sao cho thấy, năm nay mọi sự khá hanh thông, có khả năng được quý nhân giúp đỡ. Trong công việc làm ăn cũng có sự thay đổi, cung sung chiếu, quốc ấn, tuế phá, thiên hư, địa võng. Xem tử vi tuổi mậu tuất năm 2024 cho biết, đây là bộ sao chủ về ra ngoài sẽ gặp phải bất lợi, công việc phải đối mặt với nhiều khó khăn, cẩn thận đề phòng có người phá hoại, sức khỏe không mấy tốt, đau ốm kéo dài. Cung tam hợp, long trì, phi liêm, quan phủ, triệt, bệnh, bạch hổ, thai, bộ sao chủ về tài chính hao hụt, có sự chi tiêu và đầu tư nhiều, công việc làm ăn phải tranh đấu nhiều, chủ về có người phá hoại. Cung nhị hợp, thiên phúc, nguyệt đức, đào hoa, hỷ thần, tử phủ, lưu hà, triệt, tử, chủ về trong năm chủ mệnh đón tin vui từ bạn bè đưa tới. Xem vận hạn năm 2024 tuổi mậu tuất. Tam tai 2024, tuổi mậu tuất không phạm tam tai, tốt. Kim lâu 2024, mậu tuất không phạm kim lâu, hợp tuổi xây nhà, hoặc đứng ra lo liệu việc lớn trong nội tộc Hoang ốc 2024, Mậu Tuất không phạm Hoang ốc, hợp tuổi để xây dựng nhà cửa. Tiểu kết, năm 2024 Mậu Tuất là tuổi đẹp xây nhà, hay đứng ra lo liệu việc lớn trong nhà, nhìn chung trong năm 2024 này, vận trình tử vi tuổi Tuất 1958 sẽ có nhiều cơ hội và thách thức, nếu chủ mệnh chăm chỉ, nỗ lực, cầu tiến thì sẽ đạt được những kết quả như mong đợi, trong cuộc sống đôi khi có những chuyện bất ngờ xảy ra chỉ cần bình tĩnh xử lý thì sẽ được êm xuôi, tốt đẹp. Tiểu kết, năm giáp thìn đối với mậu tuất có hợp có sung, điều này nhắc nhở mệnh chủ làm việc gì cũng cần có sự chuẩn bị, không nên nóng vội, hấp tấp, luôn vui vẻ lạc quan để có sức khỏe tốt, có như vậy tín chủ mới thực hiện được nhiều dự định ấp ủ trong năm này. Xét về Nam Mạng 1. Sao chiếu mệnh Năm 2024 Nam Mạng tuổi mậu tuất có sao thái bạch chiếu mệnh, trong hệ thống cửu diện, Sao Thái Bạch là hung tinh chủ về hao tài tốn của, tiểu nhân quấy phá, người gặp sao Thái Bạch nếu ăn ở Phúc Đức, Hiền Lành, Tử Tế thì vận hạn sẽ được giảm nhẹ. Năm nay Mậu Tuất Nam mạng làm gì cũng cần tính toán thận trọng, khi cho vay mượn tiền bạc nên có giấy tờ chứng từ rõ ràng, kẻo xảy ra nhầm lẫn. 2. Vận hạn. Nam mạng tuổi Mậu Tuất năm 2024 gặp hạn toán tận, đây là hạn chủ về hao tổn tiền bạc, tài sản, muốn giảm được tác động xấu của hạn này mệnh chủ nên cân nhắc thật kỹ trước các quyết định đầu tư tiền bạc của mình. Nếu hồn vốn làm ăn chung, cũng cần có sự tìm hiểu, thận trọng trong các lĩnh vực lợi nhuận lớn, rủi ro cao. Luận giải tử vi tuổi tuất 1958, 2 tháng đầu năm 2024, nam mạng trên các phương diện. 1. Công việc, sự nghiệp Xem tử vi năm 2024 của 12 con giáp, thầy tử vi chỉ rõ trong 2 tháng đầu năm 2024 này, sự nghiệp của nam mạng tuổi Mậu Tuất được cho là ổn định. Nếu chủ mệnh là người hướng tới sự an toàn, không muốn cuộc sống biến động thì nên duy trì công việc cũ, còn nếu muốn đầu tư trong thời gian này thì phải có sự tính toán, chuẩn bị kỹ lưỡng. Là người chăm chỉ, cần cù, nam Mậu Tuất thường đảm nhận một khối lượng công việc lớn. Tuy nhiên trong năm 2024, chủ mệnh cần để ý nhiều hơn tới sức khỏe của mình, nên làm việc với khối lượng vừa phải để tránh tinh thần căng thẳng, lo âu. 2. Tài chính Tử vi 2 tháng đầu năm 2024 dự báo, tình hình tài chính của quý bác tuổi mậu tuất không có nhiều biến động, chủ mệnh vẫn duy trì những nguồn thu đều đặn. Từ công việc chính của mình, nếu là người có lối sống giản dị, chi tiêu tiết kiệm, thì nam tuổi mậu tuất sẽ dành dụng được một khoản tiền cho tương lai. Thời gian này, quý bác sẽ có những niềm vui bất ngờ từ những món quà biếu tặng của con cháu, chủ mệnh không phải bận tâm quá nhiều về chuyện tiền bạc chỉ cần giữ lối sống mộc mạc giản dị như vậy vừa làm gương cho con cháu vừa giúp đời sống tinh thần an lạc thoải mái hơn ba tình duyên gia đạo tuổi mậu tuất 1958 nam mạng là những người sống tình cảm nhưng ít thể hiện tâm tư của mình ra bên ngoài vì thế trong gia đình chủ mệnh thường kiệm lời nghiêm khắc ít nói nhưng sống đúng chuẩn mực 2 tháng đầu năm 2024 phương diện gia đạo của nam mậu tuất sẽ được yên vui, hòa hợp. Nếu bản mệnh kiềm chế được sự nóng này, trong gia đình có nhiều thế hệ đôi khi không thể tránh khỏi sự mâu thuẫn, xung đột. Nhưng điều quan trọng là người tuổi mậu tuất lớn tuổi trong gia đình luôn bao dung, chia sẻ với các thành viên để mọi người đồng cảm gắn kết với nhau. 4. Sức khỏe Sức khỏe là sự giàu có lớn nhất đối với nam mạng tuổi mậu tuất ở độ tuổi hiện tại. Vì vậy bản mệnh cần phải duy trì những thói quen tốt, hạn chế ngân hàng những thói quen xấu ảnh hưởng tới sức khỏe. Hai tháng đầu năm 2024, nếu muốn có một cơ thể khỏe mạnh thì mậu tuất nam mạng nên đi khám kiểm tra định kỳ. Hơn nữa, đời sống tinh thần lúc nào cũng phải lạc quan, vui vẻ, dù đôi khi sẽ gặp phải chuyện không thuận lợi, nhưng chỉ cần bình tĩnh đón nhận thì những điều tốt đẹp sẽ đến. Quý vị thân mến, tiếp theo chúng ta cùng xét đến lá số của nữ mệnh. 1. Sao chiếu mệnh Năm 2024, Nữ mạng tuổi Mậu Tuất có sao Thái Âm chiếu mệnh, trong hệ thống cửu diệu, sao Thái Âm là Phúc tinh, mang tới nhiều may mắn, cát lợi, phù trợ cho thân chủ. Người có sao Thái Âm chiếu mệnh, nếu ăn ở Phúc đức, hiền lành tử tế thì cầu danh lợi sẽ được như ý, hạnh phúc viên mãn, gặp được quý nhân phù trợ. 2. Vận hạn. Nữ mạng tuổi Mậu Tuất năm 2024 gặp hạn huỳnh tuyền, đây là hạn chủ về sức khỏe, tinh thần mất năng lượng, muốn giảm được tác động xấu của hạn này chủ mệnh nên tránh xa những điều thị phi, tai tiếng, cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói, bởi họa từ miệng mà ra, không nói những điều xấu thì tai không nghe, tâm được an lành, trong sạch. Dưới đây là những diễn biến chi tiết tử vi nữ mạng, tuổi Mậu Tuất 2 tháng đầu năm 2024, dựa trên các phương diện công việc, tài chính, gia đạo, sức khỏe. 1. Công việc, sự nghiệp. Nữ mạng tuổi Mậu Tuất là người cần mẫn, chăm chỉ, vì thế ngay cả khi nghỉ hưu rồi, thì mệnh chủ vẫn duy trì công việc nhẹ nhàng để không bị nhàm chán mỗi khi rảnh rỗi. Trong 2 tháng đầu năm 2024 này, tuổi mậu tuất nữ mạng được dự báo sẽ không có biến động nhiều về mặt công việc, mọi thứ vẫn theo quỹ đạo trước đó, nữ mậu tuất nếu ưa sự an toàn. Bền bỉ thì không nên thay đổi công việc trong năm nay, hơn nữa ở độ tuổi 67 cũng là thời điểm quý bác nên hài lòng với những thành quả hiện tại của mình. 2. Tài chính trong hai tháng đầu tiên của năm 2024 âm lịch, vận tài chính của nữ mạng mậu tuất khá ổn định, mệnh chủ vẫn có những nguồn thu nhập từ lương hưu, lương hàng tháng, là người cẩn thận, sống giản dị, nên quý bác sớm đã có những khoản tiết kiệm dự trữ cho mình. Trong năm 2024, ngoài việc tiết kiệm ra, nữ mậu tuất 1958 cũng nên dành một khoản tiền để trải nghiệm tận hưởng cuộc sống, những chuyến du lịch đây đó, thăm vãn người thân lâu ngày chưa gặp sẽ giúp quý bác có thêm niềm vui tích cực. Nữ mệnh tuổi mậu tuất nên quản lý tài chính của mình hợp lý hơn, tránh đầu tư mạo hiểm hoặc các lĩnh vực có mức độ rủi ro cao. Năm 2024 không phải là năm để bản mệnh mạo hiểm đầu tư hay cho vay tiền. 3. Tình duyên gia đạo Tuổi mậu tuất 1958 nữ mạng là con người của gia đình, dành cả đời để vôn vén, xây dựng mái ấm. Ở trong nhà mệnh chủ là người lớn tuổi nhất, lúc nào cũng mẫu mực, hành xử đúng đắn, để làm gương cho con cháu Trong 2 tháng đầu năm 2024 này Gia đạo của nữ mậu tuất được an vui, hòa hợp Mệnh chủ là người khéo léo Luôn biết cách hòa giải mâu thuẫn trong gia đình Gắn kết các thành viên lại gần nhau hơn Năm nay quý bác hãy tiếp tục phát huy điều đó Để gieo hạt giống yêu thương cho con cháu sau này 4. Sức khỏe Bước sang độ tuổi 67 Sức khỏe là điều quan trọng nhất với nữ mạng tuổi mậu tuất Có sức khỏe là có tất cả Người sống khỏe mạnh thì cả về thể chất lẫn tinh thần đều được đủ đầy. Vì vậy, trong năm 2024, mệnh chủ nên tích cực thực hiện những thói quen tốt, duy trì lối sống lành mạnh, thăm khám sức khỏe định kỳ. Hơn nữa, nữ tuổi tuất 1958 nên tránh những chuyện thị phi để không làm mất tinh thần, hao tổn năng lượng, dành thời gian nhiều hơn để tu tập, thiền định, khỏe mạnh từ trong ra ngoài thì sẽ đẩy lùi được bệnh tật. Bây giờ chúng ta cùng xét về lá số tử vi của những gia chủ tuổi Mậu Tuất 1958 trong tháng 1 và tháng 2 năm 2024 âm lịch. Đầu tiên, chúng ta xét về tháng 1 âm lịch, tháng Bính Dần, năm Giáp Thìn. Tử vi tháng 1 năm 2024 tuổi Tuất âm lịch chỉ ra rằng những người tuổi Mậu Tuất này gặp khá nhiều trở ngại, tuy nhiên, những ai đã có biện pháp phòng ngừa thì hạn chế được tối thiểu rắc rối xảy ra tử vi tuổi mậu tuất cho thấy tháng 1 âm năm 2024 này dưỡng nhập mệnh hỗ trợ cho con giáp tuổi mậu tuất giỏi thích ứng với các môi trường hoàn cảnh khác nhau hơn nữa bản mệnh còn có thể cho mọi người thấy khả năng thuyết phục của mình trong các cuộc đàm phán thời gian này cuộc sống ổn định vững chắc nhưng thiếu đi sự năng động cần thiết đã bao lâu rồi quý bác chưa tìm hiểu những kiến thức mới quý bác thường xuyên giới hạn bản thân trong những vòng tròn các quy tắc đã đến lúc cởi bỏ chúng và khám phá thế giới xung quanh mình đừng để bản thân ở thế bị động hãy cố gắng hành động nhiều hơn suy nghĩ đương nhiên đôi khi hành động bừa bãi có thể mang lại những điều bất ngờ mà tín chủ không nghĩ tới thiên tài ghé thăm mang tới tài lộc cho con giáp tuổi mậu tuất trong tháng một âm này nếu quý bác làm việc chăm chỉ quý bác có thể có được thù lao đặc quyền tốt nhiều người chăm chỉ làm ăn đã có cơ hội mở rộng việc kinh doanh và thu về nhiều lợi nhuận tuy nhiên đừng thực hiện quá nhanh khiến mậu tuất khó có thể kiểm soát được hết tình hình với người kinh doanh đừng vội tin rằng mình thắng được một hai lần là thắng mãi, bản mệnh nên thận trọng vào đầu tháng, tránh đầu tư mạo hiểm, nếu không sẽ thua lỗ. Ngũ quỷ hung tinh dự báo có điểm tiểu nhân quấy phá, gây hại sức khỏe, mậu tuất nên hạn chế rượu bia ở mức tối thiểu, nếu không liên tục say và mất ngủ, sẽ có tác động không nhỏ tới công việc mà bạn vẫn rất chủ quan. Thiên nguyệt khiến bản mệnh thường xuyên trải qua cảm giác ưu tư, muộn phiền, nhất là những ai càng có nhiều tiền, lại càng có cảm giác cô đơn không ai hiểu mình, không thể chia sẻ cùng ai. Thứ hai, xét tử vi tháng 2 âm lịch, tháng đinh mão, năm giáp thìn của tuổi mậu tuất. Tử vi tháng 2 năm 2024 tuổi tuất âm lịch cho thấy, dù có lục hợp tương trợ, nhưng lại không có sự ủng hộ của nguyệt lệnh lâm suy, nên mọi thứ với tuổi mậu tuất sinh năm 1958, lúc thuận, lúc nghịch, điều quan trọng là bản mệnh phải tự thân vận động, càng nỗ lực chăm chỉ và càng sông sáo, càng dễ đạt được mục tiêu. Xem tử vi tuổi mậu tuất thì thấy được rằng vận trình của con giáp này trong tháng 2 âm lịch năm 2024 dù đã có phần khởi sắc hơn tháng trước nhưng chưa rõ ràng. Mưu sự vẫn phải thận trọng mới mong thành công, bản mệnh cần suy nghĩ kỹ càng trước khi đưa ra bất kể quyết định gì, tránh nóng vội kèo hỏng sự. Cũng bởi dù có lục hợp tương trợ nhưng lại không có sự ủng hộ của nguyệt lệnh lâm suy nên mọi thứ lúc thuận, lúc nghịch, điều quan trọng là mậu tuất phải tự thân vận động, càng nỗ lực chăm chỉ và càng sông sáo. Càng dễ đạt được mục tiêu, người nào ôm tâm lý trông chờ vào vận may, hay đợi ai đó tới giúp thì sẽ chỉ ôm lấy thất vọng. Sự nghiệp nhìn chung vẫn có tiến triển đều đều, song nội bộ nơi làm việc dễ xảy ra mâu thuẫn, tranh quyền đoạt vị, tuy không ảnh hưởng trực tiếp, nhưng khiến bản mệnh cảm thấy bất an, hoặc chán trường, muốn thay đổi môi trường làm việc mới. Tiểu hao hung tinh chi phối tài vận trong tháng của tuổi Mậu Tuất gây phá hoại tài lộc, khiến tiền tài dễ hao hụt, việc kiếm tiền trở nên bấp bênh khó tận dụng được cơ hội, lại thêm cảm giác chi tiêu eo hẹp, phát sinh nhiều khoản tiêu pha bất ngờ khi bạn không có sự chuẩn bị từ trước. Nhiều vấn đề phải lo nghĩ về công việc và cuộc sống khiến tinh thần tuổi này dễ chán nản, không kiên định trong chuyện tình cảm. Lúc này quý bác tuổi mậu tuất rất cần sự động viên, an ủi của đối phương để sớm vực dậy tinh thần. May mắn là bản mệnh gặp được người có thể thấu hiểu mình, mối quan hệ hai bạn vẫn khăng khít. Tháng này mão mộc khắc tuất thổ, nên sức khỏe suy giảm, bệnh cũ dễ tái phát, ngoài ra bản mệnh cũng nên chú ý đi đứng cẩn thận đề phòng thương tật hoặc tai nạn bất ngờ tổng kết lại từ các mối quan hệ thiên can địa chi ngũ hành ta thấy rằng năm nay không phải là một năm dễ dàng với mậu tuất tuy nhiên đó cũng là thời điểm để họ tự đánh thức tiềm năng bản thân và tìm kiếm những cơ hội mới để phát triển mậu tuất cần tập trung vào sức khỏe của mình đồng thời cẩn trọng với các quyết định và lựa chọn trong cuộc sống tránh những rủi ro không đáng có với sự cố gắng và quyết tâm bạn có thể vượt qua những thử thách và đạt được thành công trong năm 2024. Cách hóa giải vận hạn cho tuổi Mậu Tuất, sinh năm 1958, trong năm 2024 và phong thủy may mắn trong năm 2024, giúp tín chủ Mậu Tuất xua hung đón cát, tăng tài tụ lộc, vượng vận khí suốt cả năm. 1. Với tuổi Mậu Tuất nam mạng. Năm 2024, nam Mậu Tuất gặp sao Thái Bạch chiếu mệnh để giảm trừ tác động xấu của hung tinh này, mệnh chủ cần giữ được một tâm lý vững vàng, bình tĩnh trước các quyết định liên quan tới tiền bạc, không nảy sinh lòng tham, làm việc ngay thẳng, chỉ đầu tư khi có kiến thức. Theo quan niệm của người xưa, vào năm sao xấu chiếu mệnh thì có thể làm lễ hóa giải sao hạn, nghi lễ này được thực hiện tại chùa, hoặc tại gia, mỗi năm một lần, khi tham dự nên chuẩn bị lễ vật tùy tâm, quan trọng là lòng thành kính của gia chủ. 2. Với tuổi mậu tuất nữ mạng, Năm 2024 nữ mậu tuất được sao thái âm chiếu mệnh, đây là phúc tinh, nên nếu mệnh chủ sống đúng đắn, tử tế, thì sẽ càng nhận được nhiều may mắn. Cát tường, sao thái âm chỉ phát huy hết tác dụng khi quý bác tuổi tuất 1958, hướng thiện và làm nhiều việc tốt. Theo quan niệm của người xưa, khi có sao tốt chiếu mệnh, thì gia chủ có thể làm lễ nghênh đón cung sao. Nghi lễ này được thực hiện tại chùa hoặc tại gia, mỗi năm một lần, gia chủ chuẩn bị lễ vật tùy tâm, không cầu kỳ, nhưng vẫn trang trọng. Vật phẩm phong thủy để cầu bình an, sức khỏe, may mắn trong năm 2024, nam nữ mạng tuổi mậu tuất có thể đeo mặt Phật bản mệnh hoặc vòng tay trầm hương, tuổi tuất được Phật A Di Đà hộ mệnh. Mậu tuất nam nữ mạng đeo mặt Phật A Di Đà bên mình để nhận được sự che chở, dẫn đường chỉ lối của Đức Phật. Mệnh chủ nên chọn mặt Phật từ đá núi lửa đen, tương sinh hoặc thạch anh xanh, tương hợp. Trầm hương có rất nhiều công dụng đối với sức khỏe, tinh thần của con người. Tuổi Mậu Tuất đeo vòng tay trầm hương để giảm lo âu, căng thẳng, giúp tinh thần thoải mái, thư giãn hơn, bên cạnh đó, vòng tay trầm hương còn mang tới bình an, may mắn, hóa giải những điều xui xẻo cho người đeo. Phong thủy may mắn tuổi Mậu Tuất, năm Giáp Thìn 2024, tuổi Mậu Tuất 1958 trong năm 2024, có thể ứng dụng các yếu tố phong thủy dưới đây để cầu tài lộc, danh vọng, làm ăn phát đạt. 1. Chọn người hợp tuổi sông nhà Xông nhà đầu năm là một trong những phong tục đẹp của người Việt, để cầu may mắn trong năm mới, người xưa quan niệm rằng, vị khách đầu tiên tới chúc Tết nếu hợp tuổi gia chủ thì sẽ mang nhiều phước lành cho gia đình, nên chọn những người sống hiền lành, đức độ, tốt bụng. Tuổi Mậu Tuất 1958 hợp với người tuổi Dần, Ngọ, Tam hợp, Dần, Ngọ, Tuất hoặc hợp tuổi Mão, Nhị hợp, Tuất, Mão. Ngoài ra, Mậu Tuất nam mạng có thể chọn người mệnh Thủy tới xông nhà, cụ thể trong năm 2024 gia chủ tuổi mậu tốt hợp với các tuổi sông nhà sau đây. Ất Tỵ 1965, Bính Ngọ 1966, Giáp Dần 1974, Ất Mão 1975, Mậu Ngọ 1978, bất kể là nam hay nữ đều có thể sông nhà đầu năm, miễn sao là người sống hiền lành, tốt bụng, đức độ thì sẽ mang tới những điều may mắn. 2. Xuất hành đầu năm 2024. Mùng 1 Tết xuất hành về hướng đông nam để đón tài thần hướng đông bắc để đón hỷ thần khởi hành vào các khung giờ hoàng đạo giờ tý 23 đến 1 giờ giờ sửu 1 giờ đến 3 giờ giờ thìn 7 đến 9 giờ giờ ngọ 11 đến 13 giờ giờ mùi 13 đến 15 giờ giờ tuất 19 đến 21 giờ nam tuổi mậu tuất xuất hành đi chùa vãn cảnh thăm thân quyến họ hàng vào các ngày đẹp trong tháng riêng sau đây thứ hai Ngày 12 tháng 2 năm 2024 dương lịch, thứ tư, ngày 21 tháng 2 năm 2024 dương lịch, thứ bảy, ngày 24 tháng 2 năm 2024 dương lịch, thứ ba, ngày mùng 5 tháng 3 năm 2024 dương lịch. 3. Khai xuân, khai trương, mở hàng. Ngày nay có rất nhiều phong tục đẹp trong truyền thống của người Việt vẫn được duy trì, chẳng hạn như khai bút đầu xuân, khai xuân đầu năm, khai trương mở hàng. Những tục lệ này mang ý nghĩa cầu mong một năm mới may mắn, tốt lành, vạn sự như ý, nhà báo, luật sư khai bút đầu xuân để thi cử thuận lợi, gặt hái nhiều thành công trong sự nghiệp, nông dân, ngư dân, người làm tự do, xem ngày khai xuân để cầu mùa màng bội thu, công việc thuận lợi. Trong năm giáp thìn 2024, quý tín chủ chọn ngày mùng 2, mùng 4, mùng 7 tháng Giêng để tiến hành công việc. Tuổi Mậu Tuất nếu làm ăn kinh doanh, buôn bán thì khai trương mở hàng vào những ngày đẹp sau đây theo lịch âm dương. Thứ hai, ngày mùng 3 tháng 1 năm 2024 âm lịch. Thứ sáu, ngày mùng 7 tháng 1 năm 2024 âm lịch. Thứ bảy, ngày mùng 8 tháng 1 năm 2024 âm lịch. Chủ nhật, ngày mùng 9 tháng 1 năm 2024 âm lịch. Thứ năm, ngày 13 tháng 1 năm 2024 âm lịch. Thứ bảy, ngày 15 tháng 1 năm 2024 âm lịch. Thứ tư, Ngày 19 tháng 1 năm 2024 âm lịch, thứ tư, ngày 26 tháng 1 năm 2024 âm lịch. 4. Vật phẩm cầu tài lộc, may mắn. Tuổi Mậu Tuất có thể đeo mặt Phật Di Lặc hoặc vòng tay tỳ hưu bên người để cầu phát tài phát lộc, khai thông vượng khí, kích hoạt cung tài, Phật Di Lặc là biểu tượng của phước báu tràn đầy, hạnh phúc viên mãn. Nam Mậu Tuất đeo mặt Phật Di Lặc để cầu sức khỏe, danh lợi như ý, may mắn cát tường chủ mệnh nên chọn mặt Phật từ đá núi lửa tương sinh hoặc đá mã não xanh tương hợp. Trong phong thủy, tỳ hưu là linh vật chiêu tài lộc, hút tiền bạc được những người làm ăn kinh doanh, buôn bán, rất ưa chuộng. Nam tuổi mậu tốt có thể đeo vòng tay tỳ hưu để cầu danh lợi như ý, làm ăn phát đạt, tài lộc hanh thông. Màu sắc may mắn, mậu tuất trong năm 2024, hợp màu xanh lá cây, màu thuộc hành mộc, tuổi mậu tuất 1958 mệnh mộc, hợp với các màu thuộc hành mộc và hành thủy, riêng trong năm 2024, chủ mệnh hợp nhất với màu thuộc hành mộc vì những màu này tương sinh với hành hỏa của năm Giáp Thìn. Cách hóa giải cho tuổi Mậu Tuất Phạm xung Thái Tuế năm 2024. Khó khăn, thách thức trong cuộc sống là điều không thể tránh khỏi với bất cứ ai, dù trong năm bản mệnh có vướng phải hạn Thái Tuế hay không. Vì thế, cách tốt nhất để hóa giải xui xẻo, tăng thêm phúc phần chính là rèn luyện chính bản thân mình bằng cách luôn giữ tinh thần bình tĩnh và tỉnh táo trong mọi tình huống, dũng cảm đối diện với những sai lầm của mình, không đổ lỗi cho hoàn cảnh hoặc người khác. Cẩn trọng khi tiến hành những việc lớn như kết hôn, mua nhà, động thổ, nếu tiến hành cần chọn ngày lành tháng tốt để hóa giải những điều không may mắn, trước khi bắt tay vào bất cứ công việc gì cũng cần suy tính kỹ càng, tránh làm việc theo cảm hứng nhất thời. Chú ý an toàn bản thân, hạn chế đến những nơi hoang vu, hẻo lánh hạn chế tham gia vào các hoạt động mạo hiểm, đua xe, nhậu nhẹt, cờ bạc. Nếu mắc bệnh thì chớ nên coi thường mà cần khám chữa kịp thời, hành thiện tích đức, hãy luôn đối diện với mọi việc, mọi người với thái độ thiện trí. Đừng nghĩ đến việc hãm hại người khác, nếu gặp người có hoàn cảnh khó khăn, hãy nhiệt tình giúp đỡ, lòng tốt của tín chủ sẽ được báo đáp trong tương lai. Thưa quý vị thân mến, trong chuyên mục Nhân sinh Cảm ngộ ngày hôm nay, Minh đường Tử Vi xin được chia sẻ về những điều quan trọng nhất sau tuổi 60 là gì? Khổng Tử nói, 50 biết mệnh, 60 biết phán đoán mọi sự, chúng ta phù phiếm ở tuổi 20, lo lắng ở tuổi 30, mệt mỏi ở tuổi 40, nhưng sau 50 tuổi, chúng ta đã đi qua những thăng trầm, đã nhìn thấy sự ấm áp và lạnh lùng của cuộc đời, chúng ta nhìn vấn đề sẽ ngày càng minh bạch, sẽ thấy lòng mình thanh thản hơn và hiểu được điều gì là quan trọng nhất. 1. Đi bộ quan trọng hơn lái xe. Khi còn trẻ, chúng ta luôn mong muốn sống trong một ngôi nhà lớn, lái một chiếc xe xịn và tận hưởng niềm vui đi du lịch khắp nơi. Vì vậy, chúng ta đều cố gắng kiếm thật nhiều tiền, làm việc quần quật cả ngày lẫn đêm, nhưng khi đi đến điểm giữa của cuộc đời, chúng ta mới nhận ra rằng, đi bộ quan trọng hơn lái xe, không phải chúng ta không biết hưởng thụ, mà chúng ta hiểu rằng, vật chất dù có bao nhiêu cũng không thể so sánh với một thân hình tốt. Sau 50 tuổi cơ thể đang dần xuống dốc và đi bộ là cách tốt nhất để giữ gìn sức khỏe, có câu nói rằng đi bộ là tổ tiên của hàng trăm bài luyện tập. Đi bộ có thể vận động cơ bắp, giúp xương khớp dẻo dai, rèn luyện thân thể và kéo dài tuổi thọ. Nó cũng có thể khai thông khí huyết, ngăn ngừa tăng cao, giúp con người sảng khoái về thể chất và tinh thần. Những thay đổi tích cực và kỳ diệu có thể xảy ra ngay cả khi chúng ta không nhìn thấy chúng. Nửa đời sau, nếu bạn đi bộ được thì tốt nhất không lái xe, đứng được thì cố gắng không ngồi. Hãy cố gắng chăm sóc thân thể thật tốt. Nếu bạn đi bộ nhiều hơn sức khỏe của bạn sẽ được cải thiện và chất lượng cuộc sống của bạn sẽ được nâng cao, do đó bạn có thể tận hưởng tuổi già một cách thoải mái và bình yên. 2. Tam quan quan trọng hơn ngũ quan Khi một người đến tuổi 60, cuộc sống đã đi được nửa chặng đường, tóc bạc đã dần dần mọc lên, nếp nhăn đen sạm và vẻ ngoài dần già đi. Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc bạn ngày một trưởng thành và điềm tĩnh hơn. Sau 60 tuổi, tam quan của một người quan trọng hơn nhiều so với ngũ quan. Đầu tiên là quan niệm về tuổi tác. Nếu bạn không nghĩ đến già, thì tuổi tác cũng không làm khó được bạn. Tuổi trẻ không được định nghĩa bởi tuổi tác, mà đó là một trạng thái của tâm hồn. Đêm mộng đạo huyền, trời vẫn đầy mây, lòng còn trẻ nên không sợ già. Chỉ khi thoát khỏi xiềng xích của tuổi tác và trở nên tốt hơn, chúng ta mới có thể không để lại hối tiếc và sống hết mình với tuổi trẻ. Tiếp đến là quan niệm về danh lợi. Hãy học cách buông bỏ và coi nhẹ. Nửa đời người đều là vì danh lợi, quan tâm đến vinh hoa phú quý mà vắt kiệt thân xác của mình, hãy coi danh lợi như mây khói, phú quý như hoa rơi, sống tự do tự tại mới là chân nghĩa của đời người. Cuối cùng là nhân sinh quan, vật chất ít ỏi mà tấm lòng phong phú, một người càng theo đuổi những thứ phù phiếm bên ngoài thì càng dễ bị kiệt sức. Chúng ta hãy làm phép trừ cho cuộc sống, yêu thương mọi người xung quanh bằng trái tim mình, đó chính là trạng thái tốt nhất của cuộc sống. 3. Tiết kiệm tiền quan trọng hơn kiếm tiền. Khi chúng ta còn trẻ, Ai cũng đều muốn làm việc chăm chỉ và kiếm thật nhiều tiền để có thể có một khoản tiết kiệm nhất định, giúp chúng ta thực hiện những mong muốn trong cuộc sống. Sau khi kết hôn sinh con, có bố mẹ cần phải hiếu kính, có con cái cần chăm sóc nên khoản tiết kiệm cũng dần hạn hẹp đi. Nhưng ở tuổi 60, khi con cái đã lớn, gánh nặng đã vơi nhẹ đi và cũng không còn bao lâu nữa là về hưu, tại thời điểm này, tiết kiệm tiền quan trọng hơn kiếm tiền và có một khoản tiền gửi là cách sống khôn ngoan nhất, suy cho cùng khi người ta già đi và không có tiền trong túi, họ sẽ không có cảm giác an toàn, chứ đừng nói đến hạnh phúc. Với khoản tiền tiết kiệm, bạn có quyền lựa chọn, bạn sẽ có thể làm những gì bạn muốn và sống cuộc sống mà bạn muốn. Có tiền tiết kiệm thì sẽ có tự tin, không cần phải giơ tay xin người khác. Trước 60 tuổi, kiếm tiền là trách nhiệm với gia đình, nhưng sau 50 tuổi tiết kiệm tiền là trách nhiệm với bản thân. Hãy bắt đầu tiết kiệm tiền ngay từ bây giờ và tích lũy nhiều tiền hơn. Sau này khi bạn già đi bạn nhất định sẽ cảm ơn chính mình bây giờ. 4. Người thân quan trọng hơn quý nhân. Một người cao quý là người nâng bạn lên và hướng dẫn bạn khi bạn ở điểm thấp, ai mà không muốn được quý nhân yêu quý giúp bạn thay đổi vận mệnh và vươn lên đỉnh cao, nhưng người thân mới là những người đồng hành và hỗ trợ bạn đến cuối đời, bất kể là họ giàu hay nghèo, có địa vị cao hay thấp. Sau 60 tuổi, thứ chân quý nhất không phải quý nhân mà là người thân quý nhân dù có tài giỏi đến đâu cũng không quan trọng bằng người thân. Khi bạn tuyệt vọng và đau đớn, người thân sẽ ở bên bạn giúp đỡ, động viên bạn và cùng bạn vượt qua những thăng trầm. Khi bạn ốm đau khó chịu, người thân sẽ chăm sóc bạn, bảo vệ bạn và trong lòng không tiếc nuối. Trong hầu hết thời gian của cuộc sống, người thân sẽ bao dung bạn và khiến bạn ấm áp thoải mái. Vì vậy, dù là cha mẹ, vợ con, anh chị em, chúng ta cũng phải đối xử tử tế và quan tâm chăm sóc họ. Nửa đời sau hãy tương trợ lẫn nhau, yêu thương nhau, bởi vì gia đình hòa thuận, êm ấm là cái gốc của sự thịnh vượng, có như vậy chúng ta sẽ trải qua những năm cuối đời thật hạnh phúc và bình yên. Vâng, cảm ơn quý bạn đọc đã theo dõi luận giải tử vi tuổi Mậu Tuất 1958, 2 tháng đầu năm 2024, những thông tin trên đây nhằm giúp tín chủ tham khảo và có thêm sự chiêm nghiệm về cuộc sống. Cổ nhân từng nói, con người là chủ nhân của số phận, khổ đau hay hạnh phúc là do hành động của người ấy quyết định, nếu biết sống hướng thiện, làm nhiều việc tốt, tu thân tích đức thì thành công, hạnh phúc ắt sẽ tự tìm đến. Xuân Giáp Thìn 2024 đang gõ cửa từng nhà, Minh Đường Tử Vi xin kính chúc quý tín chủ và gia đình một năm mới sung vầy hạnh phúc, an khang thịnh vượng. Còn bây giờ xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.